Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Đừng bỏ qua video này nếu bạn thuộc một trong những con giáp dưới đây, bởi ngày 16 tháng 11 âm lịch là ngày đại cát của các bạn. Bước sang ngày 16, mọi khó khăn, khổ cực, vất vả của các bạn trong quá khứ sẽ bất ngờ tan biến. Thay vào đó, các bạn hãy sẵn sàng mà chào đón những tin vui liên tục ập đến trong ngày hôm nay. Tin vui thứ nhất mà các bạn sẽ có là khả năng cao được thăng quan tiến chức, cấp trên đề bạt, nâng đỡ, đồng nghiệp thì nhiệt tình giúp đỡ trong công việc. Tin vui thứ hai là về gia đạo, các bạn sẽ nhận được tin vui, quà tặng từ người thân ở phương xa. Tin vui thứ ba về phương diện tình cảm, bạn sẽ được người trong mộng đáp lại tình cảm, hạnh phúc ngập tràn trong lòng nở hoa. Và những con giáp may mắn trong ngày 16 là những con giáp Tý, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Tuất. Tuổi Tý, xem tử vi ngày 15 tháng 11 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp. Ngày mới này, tuổi Tý được chính quan nâng bước trên con đường sự nghiệp nên nhận được nhiều tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc. Tất cả những gì bạn cần làm trong thời điểm hiện tại đó là nỗ lực hết sức mình trong mọi việc. Đường tình cảm thuận lợi nhờ tam hợp cục soi sáng, đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười, chúng ta không sống vì những toan tính, chúng ta sống vì những người mình yêu quý. Càng vui vẻ thì người tuổi Tý càng thu hút được những mối quan hệ có lợi cho tương lai. Tam hợp nâng đỡ giúp vượng nhân duyên, những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới, hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này. Nhờ cục diện kim sinh thủy nên tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Có thể nói đây là con giáp thành công mỹ mãn nhất trong ngày. Nay bạn nào muốn đi gửi ngân hàng, rút tiền hoặc là đòi nợ, xin tiền thì cứ mạnh dạn vì mọi việc đều hanh thông. Tuy nhiên, người tuổi Tý chớ nên vì tham công, tiếc việc mà làm việc quá sức. Bạn sẽ nhận ra rằng cố gắng kiếm thêm được chút tiền nhưng lại không hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi với sức khỏe của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của bạn đã ổn định hơn. Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn đúng cách, đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang sẽ ảnh hưởng về lâu, về dài. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp tháng này. Hãy tự tin và sáng tạo, bạn sẽ có được điều bạn vẫn hoài mong ngóng. Nỗi lo tài chính tạm thời được gác lại, điều duy nhất bạn cần bận tâm là trau dồi các kỹ năng công việc. Với khí thế hừng hực, con giáp tuổi Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giúp những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi, nếu không đó còn là sự làm phiền nữa đấy nhé. Hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. Ngày hôm nay, con giáp tốt số này có đường tình cảm may mắn hơn người nhờ cục diện thổ sinh kim. Những bạn nào có đám cưới, đón người thân hoặc tiễn người thân từ xa trở về, đi làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình bình an, người có bệnh sẽ sớm khỏe lại. Nhờ có thực thần trợ vận nên tiền bạc khởi sắc hơn hẳn, người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, được lộc ăn uống. Không phải lo lắng về áp lực công việc, buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tỵ ngày hôm nay khá ổn định, bạn đủ đảm bảo khoản thu chi cân đối nên không có gì phải lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Nhân khi có các tinh soi chiếu thì nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có. Nhờ lục hợp nên chuyện gia đình, yêu đương của bản mệnh khá tốt, vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo cho gia đình. Ra ngoài thì giỏi ăn nói hay được người khác giúp đỡ bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình
Vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Ngày này có lợi cho những bạn đang làm thêm, có công việc phụ vì thiên tài chiếu vận. Bạn lạc quan, phóng khoáng nhưng dễ thiên về ba hoa nên hay hỏng việc. Tuổi này mà khiêm tốn và ít nói thêm chút nữa có lẽ sẽ may mắn hơn. Tình cảm thiên về gia đình nhiều hơn, đặc biệt là những người đang ở cạnh cha mẹ hoặc lập gia đình lần hai. Dù làm gì ở đâu thì cũng nên khiêm nhường, bớt nóng giận thì sẽ được mọi người yêu quý và ủng hộ. Nhờ hai hành kim tương hòa nên đường tài lộc khá ổn định, không có nhiều khoản phát sinh trong ngày. Nếu đang làm dở việc gì thì cứ tiếp tục làm, đừng bỏ dở giữa chừng, kẻo hao hụt tiền bạc và thời gian. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Nhờ tam hội cục nên công việc của tuổi Dậu thời gian này đỡ thị phi hơn nhiều. Là con giáp được quý nhân tương trợ giúp bạn gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt, làm nền tảng để phát triển sau này. Tình cảm hài hòa, cởi mở, vui tính, dễ gặp được những người thoáng tính, vui vẻ. Bạn không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để họ tự thích nghi với bạn. Thời gian tới có nhiều việc quan trọng cần làm nên thu nạp thêm nhiều bạn bè, hàng xóm để có người giúp đỡ. Nhiều chính tài trợ lực nên những người đang chờ tăng lương, tiền thưởng hay tiền hỗ trợ sẽ có may mắn nên Dậu có quyền hy vọng. Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình rồi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Đường công việc sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nhờ tam hội cục. Những người có ý định đi du học, xuất ngoại hoặc làm ăn xa nên tiến hành trong hôm nay. Bạn hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những quyền lợi tốt cho mình trong thời gian này. Tử vi ngày 15 tháng 11 năm 2022 âm lịch dự báo, tình cảm may mắn nhờ cục diện thổ sinh kim, bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng rất tốt bụng và thân thiện, chẳng khi nào ngại ngần khi thấy người khác gặp khó khăn. Sau này tốt đi đâu cũng dễ được những người tốt bụng giúp đỡ. Được thực thần nâng đỡ nên tuổi này có lộc trong ngày cuối tuần, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài lộc thu về khá nhiều, có cả lộc ăn uống, quà cáp. Tiền bạc đủ để chi tiêu cũng như cho bạn thêm động lực để tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn trong công việc của mình. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy gia cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6 ngày 9 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Bính Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày Bính Thân thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Thân Lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành hỏa cục, xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!